Người phụ nữ vốn là tiểu thư nhà giàu, nhưng khi đi về nông thôn làm thanh niên trí thức thì bị hãm hại bằng thuốc, bị đưa vào nhà của một tên lưu manh lời biếng. Còn sinh ra hai cô con gái ngoài ý muốn. Lúc này để bồi bổ dinh dưỡng cho hai đứa con, cô ấy bất đắc dĩ phải nhằm đến con gà nhà hàng xóm. Mẹ ơi, bụng con đói quá, con muốn ăn thịt. Viên viên cũng muốn ăn thịt. Nhìn hai cô con gái gây gò đáng thương, Liễu Mộng Ly quyết định phá lệ vì các con. Viên viên, viên viên, các con muốn ăn gà sao? Ngày mai mẹ nấu canh gà cho các con nhé. Lúc này trong phòng, Giang Châu vừa tỉnh dậy, cuối cùng xác nhận sự thật mình đã tài sinh. Nhìn ba mẹ con họ đứng ngoài cửa, anh xúc động đến rơi nước mắt. Kiếp trước, anh chỉ nghĩ đến việc ăn chơi chắc táng với bạn bè, còn mẹ con họ chỉ biết ăn những món đạm bạc. Cuối cùng, để bổ sung dinh dưỡng cho con, Liễu Mộng Ly đi trộm gà nhà hàng xóm, không ngờ lại bị dân làng bắt tại trận. Đối diện với ánh mắt cầu cứu của Liễu Mộng Ly, Giang Châu vì giữ thể diện mà chọn cách làm ngơ. Cuối cùng Liễu Mộng Ly không chịu nổi nữa, mang theo hai đứa con rời khỏi thế gian. Kiếp này ta nhất định sẽ bảo vệ các con. Đoàn viên xung họp, đến đây với bố nào? Nghe thấy tiếng động, Liễu Mộng Ly cảm thấy lo lắng, ngay lập tức bảo vệ hai đứa trẻ sau lưng mình. Giang Châu, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám có ý định làm hại bọn trẻ, tôi sẽ liều mạng với anh. Giang Châu biết cô ấy hiểu lầm, vừa định mở miệng giải thích, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi cô đã hứa nấu canh gà cho bọn trẻ. Nhà không nuôi gà, sao cô có thể nấu canh gà cho con? Không cần anh lo, đó là cho con ăn tôi sẽ không để anh ăn một miếng liễu mộng ly cô tuyệt đối không được làm việc xáo phạm kỷ luật tôi không quan tâm đến kỷ luật gì hết tôi chỉ muốn con tôi được ăn no chuyện này không cần anh lo dù mẹ con tôi có chết đói cũng không liên quan đến anh giang châu không có lời giải thích lúc này dù anh nói gì liễu mộng ly cũng không thèm nghe em ở nhà trông con cẩn thận đợi anh về nhìn giang châu bước ra khỏi cửa liễu mộng ly mới ngồi xuống ghế mẹ ơi hôm nay bà khác lắm ba không có mắng tuần tuấn ba cũng không đẩy viên viên ra nghĩ lại ánh mắt vừa rồi của giang châu nhìn mình liễu mộng ly cứ cảm thấy có gì đó không ổn có lẽ chỉ là áo giáp của tôi thôi bên kia giang châu vừa chạy ra khỏi nhà vài đứa trẻ nhìn thấy anh ấy anh giang lại đi bắt cà cho em đi với em biết bơi mà cho em đi nữa đừng gọi bờ anh sau này tránh xa anh ta ra đừng có học cái kiểu lời biếng đó à đúng rồi mình có thể đi bắt cá mà quyết định rồi giang châu liền lao ngay ra bờ sông giang châu này thật là anh họ của anh ấy là sinh viên đại học đầu tiên của làng chúng ta sao đến lượt anh ấy lại không có trí tiến thủ thế này các anh chưa nhìn thấy Vợ anh ấy ngày nào cũng dẫn hai đứa con ăn cám và rau Sớm muộn gì cũng bị đói chết thôi Đừng lo nữa, buồn không thể xây tường Chúng ta hãy mau chóng đi trồng lúa thôi Rất nhanh, Giang Châu đã đến bên con sông nhỏ Anh ta tìm thấy một chiếc giỏ tre cũ mà ai đó đã bỏ đi Rồi anh ta bước vào dòng nước lạnh buốt Cúi xuống sờ vào khe đá Một con cá cháp lớn bằng bàn tay liền bị Giang Châu thả vào giỏ cá Trời nhanh chóng tối dần Giỏ tre cũng đầy những con cá nhỏ khác Giang Châu nhìn trời Vội vàng xách cá về nhà Bên kia, Liễu Mộng Ly nhìn thùng gạo đã cạn, đang lo lắng, trong nhà chỉ còn hai củ khoai lang. Thật sự đây là bữa cuối cùng rồi. Mẹ ơi, ba bắt cá về rồi nè. Ừ, tuần tuần. Con vừa nói gì? Ba đã về rồi. Còn mang về rất nhiều cá. Ba nói tuần tuần và em gái có cá nhỏ để ăn rồi. Vào bếp. Liễu Mộng Ly nhìn thấy Giang Châu đang thành thạo nhóm nửa nấu ăn. Bên cạnh còn có một chậu cá nhỏ đã được làm sạch. Giang Châu vừa mới bắt ở sông. Hôm nay không mang theo dụng cụ nên bắt được không nhiều, nhưng cũng đủ cho hai mẹ con em ăn rồi. Vừa nói răng châu vừa cầm lấy bình dầu, đổ một ít dầu vào nồi, Liễu Mộng Ly liền thấy đau lòng, anh bỏ ít thôi. Trong nhà chỉ còn mỗi một chai dầu này thôi, lần trước mẹ đã lén đưa đến cho Tuấn Tuấn và Viên Viên. Liễu Mộng Ly, em tin anh đi, sau này anh nhất định sẽ khiến gia đình này không còn lo ăn lo uống nữa. Liễu Mộng Ly cắn môi, không nói lời nào, có lẽ câu nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, cũng không phải là không có lý ô wow, ba ba đây có phải là cá không cá thơm quá thơm thơm tròn tròn muốn ăn cá đợi ba làm xong sẽ cho các con ăn được không ăn cá được không được rất nhanh sẽ có một nồi canh cá chép sữa trắng và cá nhỏ chiên thơm ngon vừa được đặt lên bàn ăn hai đứa nhỏ đã không kịp đợi mà ăn ngay từ từ thôi từ từ thôi trong nồi vẫn còn mà nói rồi giang châu lại múc thêm một bát canh cá đặt trước mặt liễu mộng ly em không uống đâu để dành hết cho bọn trẻ đi không được em phải chăm sóc tốt bản thân thì mới có thể chăm sóc tốt Tuấn Tuấn và Viên Viên. Em yên tâm, từ nay về sau, anh sẽ để em và các con được ăn no. Liễu Mộng Ly mắt cay cay, xin nửa đã rơi nước mắt, cô không biết là Giang Châu thực sự thay đổi hay là mình đang mơ. Buổi tối, Giang Châu đang nằm trên giường, nghĩ xem làm sao để đưa vợ con có cuộc sống tốt đẹp. Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động, Giang Châu lập tức xuống giường. Không lẽ là cô ấy muốn làm điều dại dột? Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Giang Châu liền sững sờ. Lúc này Liễu Mộng Ly đang ở sân, em đang lau cơ thể bằng nước. Hoa, em đang mơ màng. Anh thật sự không nhìn lén đâu, anh chỉ sợ em làm điều dại dột. Ví dụ như ăn trộm gà, hôm nay anh nghe em nói với con là muốn nấu canh gà, nên anh bắt đầu lo lắng. Mộng ly vì một con gà mà, đánh đổi cả cuộc đời của em và con không đáng. Hơn nữa anh đảm bảo, sau này muốn ăn gì thì em và con cứ ăn. Nhưng ngày kia là Tết Thanh Minh rồi, nhà nhà đều phải ăn bánh Thanh Minh

Đeo bao tải và giỏ rau lên núi hôm qua anh ấy đã để ý rồi Khắp nơi gần thôn Lý Thất đều có ngải cứu tươi Bây giờ sắp đến tiết thanh minh Mỗi nhà đều phải gói bánh thanh minh Nếu mang những cây ngải cứu này đến huyện Chắc chắn không lo bà nế Haha, ha, nói làm là làm ngay Giờ này các bà nội trợ vừa ra ngoài mua rau. Ôi chàng trai trẻ, cậu đang bán ngày cứu gì vậy? Ngày mai không phải là Tết Thanh Minh sao? Trông có vẻ mới mẻ đấy ha. Chị à, cái này em hái sớm từ sáng sớm, còn có xương động trên lá nữa đấy. Em bán bao nhiêu một cân? 6 hàng một cân, nhưng tôi không mang cân. Nếu chị mua thì tôi sẽ bốc cho chị một nắm. Nhiều hơn thì coi như tôi tặng chị, ít hơn thì chị quay lại tìm tôi. Dậy, 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 nhìn anh thoải mái quá. Màu bốc cho tôi hai cân. Giang Châu trực tiếp bốc một nắm ngày cứu to, bỏ vào rổ rau của chị cả. Nhìn thấy chị cả vui mừng khôn xiết. Chị cả, lần này tôi bớt nói, thêm cho chị một hai lạng. Nhưng phải giúp tôi giới thiệu ít khách nhé. Lần sau tới tôi giảm giá cho chị. Được thôi, được thôi, cậu cứ đứng yên ở đây. Chút nữa tôi sẽ gọi người qua. Chẳng bao lâu sau, ngải cứu mang từ Giang Châu tới đã bị các cô bác càn quét sạch sẽ. Khoảng 20 cân ngải cứu bán được tổng cộng 23 đồng 4 xu. Ôi chàng trai trẻ. Vừa rồi cậu là người bán ngải cứu phải không? Đúng vậy, nhưng ngải cứu vừa bán hết rồi. Ôi trời, chúng tôi vẫn chưa mua được mà. Thế mai cậu có đến nữa không? Đúng rồi, tôi vừa đi mua thịt ở chợ về. Không có ngải cứu thì sao gói được bánh thanh minh. Giang Châu biết giờ này ngải cứu bán chạy nhưng không ngờ lại khan hiếm như vậy. Vậy mai sáng khoảng 6 7 giờ tôi đến. Nếu các bạn muốn mua thì đến sớm. Muộn là tôi về nhà rồi đấy. Được được, nhất định nhé. Rời khỏi khu nhà ở, Giang Châu đến cửa hàng hợp tác xã, đưa phiếu lương thực cho nhân viên bán hàng. Làm ơn cần giúp tôi hai cân gạo, hai cân bột mì. Gạo là hai hào một cân. Tổng cộng là 5 hào 6, cầm lấy nhé. Khi Giang Châu ra khỏi cửa hàng hợp tác xã, trong bao còn có thêm một ít dầu hỏa, đèn điện và đường trắng. Mang bao lên vai, Giang Châu lại đi đến nhà máy chế biến thịt, vừa khéo đúng lúc quầy thịt đang đóng cửa. Anh ơi, thịt lợn này bán thế nào? Anh có phiếu thịt không? Không có, không có phiếu thịt. Mỡ lợn một đồng chín, thịt nạc một đồng bảy. Anh cần bao nhiêu? Cho tôi hai cân thịt nạc và một cân thịt mỡ. Được rồi, tổng cộng là 5 đồng năm, đi cẩn thận nhé. Khi Giang Châu mang bao về đến nhà, đã là hơn 12 giờ rồi. Ba ba, ba ba, ba về rồi. Tuần tuần nhớ ba lắm. Viên viên nhớ ba. Ba không đưa Tuần Tuần đi làm chuyện xấu đâu. Ba của Viên đi mua đồ ăn ngon cho Viên và Tuần Tuần rồi. Các con xem này. Khi Liễu Mộng Ly nghe tiếng động và bước ra, thì nhìn thấy những thứ đặt trên bàn. Mì, anh lấy đâu ra tiền để mua những thứ này? Liễu Mộng Ly vô thức nghĩ rằng mì Giang Châu đi ăn cắp đồ của người khác để đổ lấy tiền. Dù sao thì ngày xưa hắn đã vì một đôi giày da bò mà đi ăn cắp con bò của anh cả đem bán, làm cho anh cả tức giận đến mức giận bố mẹ và hắn chia tách gia đình. Sáng nay anh hái được một túi ngày cứu, đem lên chợ huyện Thanh An bán, 6 hàng một cân, tổng cộng bán được 23 đồng 4. Mua xong những thứ này, vẫn còn dư 10 đồng bảy hào. Liễu Mộng Ly ngẩn người, cô biết rằng Giang Châu đã ra ngoài từ sáng sớm hôm nay. Miến Mi, đây là bánh rán củ cải anh mua từ huyện cho các con, vẫn còn nóng hồi đấy. Các con ăn lót dạ trước đi, ba đi nấu cơm. Cảm ơn bố. Ăn nhanh đi, đợi một lát nguội thì không ngon đâu. Liễu Mộng Ly vẫn còn mơ màng, vô thức nhận lấy chiếc bánh nướng, đi vào bếp. Giang Châu bỏ miếng mỡ đã rửa sạch vào chảo, bắt đầu nấu mỡ heo. Từ sáng đến giờ, anh ấy vẫn chưa ăn gì, ngay cả tay cầm cái sẻng cũng hơi run. Sáng nay anh chưa ăn gì phải không? Em không thể ăn hết một cái, nửa cái này anh ăn đi. Cảm ơn. Khi nào lại trở nên lịch sự như vậy? Mẹ đỏ mặt rồi. Xíu xíu mẹ, xíu xíu. Lúc này ở sân bên cạnh, ba Trần hồng mai đang ở nhà băm rau lợn. Đột nhiên ngửi thấy mùi thịt thơm nước. Mới giờ này đã nấu cơm rồi à? Lại còn có cả thịt nữa. Chẳng lẽ là nhà họ Trương? Lão Trương hàng xóm là thợ mổ heo. Bây giờ mới qua Tết được mấy tháng. Có thể ăn thịt heo cũng chỉ có nhà họ thôi. Trần Hồng Mai có chút ghen tị. Nhưng nghĩ đến con trai nhà mình. Bà lại tự hào lên. Hừ, Ăn thịt thì có gì ghê gớm đâu. Con trai tôi là sinh viên gì nhất trong làng. Đợi sau khi tốt nghiệp, nó sẽ làm cho nhà nước. Lúc đó, có thịt gì mà không ăn được. Lúc này, anh ta vừa thấy Lão Trương đồ tể đang cầm cuốc đi ngang qua cửa. Ê dô, anh Lão Trương, nhà anh đang nấu cơm mà. Sao giờ còn đi ra đồng thế? Giờ này nấu cơm gì nữa? Nhà còn phải đi kể lúa mà. Lấy đâu ra thời gian rảnh? Không phải nhà Lão Trương. Thế cơm ai nấu đây? Đột nhiên Trần Hồng Mai lại thích gia đình Giang Châu, chẳng lẽ là thằng nhãi Giang Châu đó? Không thể nào, hôm kia bọn họ còn mượn lương thực của tôi mà. Cả nhà, rửa tay ăn cơm thôi. Đúng là thằng nhóc đó. Không thể nào, chắc chắn là tôi chưa tỉnh ngủ. Ba, thịt thơm quá. Tuần Tuần thích ăn thịt. Viên Viên cũng thích nha vậy thì viên viên vào tuần tuần ăn nhiều một chút như vậy mới có thể cao lớn bên cạnh không biết có phải bị hơi nóng làm đỏ mắt không liễu mộng ly mắt hơi đỏ đây là lần đầu tiên cô ấy từ khi gả đến giang châu được ăn cơm từ khi mà giang châu thực sự là quá đói rồi hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của liễu mộng ly ba ơi miếng thịt này thơm quá ba ăn đi nhìn biểu cảm mong đợi của viên viên giang châu cho ngay miếng thịt vào bụng ba ngon không ngon ha 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 em với con ngủ sớm đi nhé anh sẽ lên núi hái ít ngày cứu ngày mai đi sớm đến huyện bàn lấy tiền vậy cẩn thận nhé đừng đến gần chân núi quá có lợn rừng đấy biết rồi yên tâm đi rừng núi về đêm rất yên tĩnh giang châu lần này mang theo công cụ chỉ mất có một giờ anh ấy đã nhận đầy hai bao tải ngày cứu khi anh đang vác bao tải xuống núi đi ngang qua một rừng tre anh nhìn thấy những măng tre mới nhú đây đúng là món ngon ở thị trấn hiếm khi có thể ăn được anh quyết định đào một ít mang về bán cùng ngày cứu nói là làm ngay giang châu cầm lấy cái cuốc và bắt đầu đào nhưng mới đào được vài cái phía sau liền có tiếng động chết tiệt thì ra là lợn rừng Tái sinh trở lại thập niên 80 để cho vợ con có cuộc sống tốt đẹp. Tôi mò mẫm lên núi hái ngày cứu nhưng bị một con lợn rừng đuổi 200 dặm mét. Những cây ngải cứu và măng tre sen ra phải đợi ban ngày mới có thể lấy lại có vẻ như bị cành cây cào trúng. thật là xui xẻo giang châu lít nhìn ngọn núi nghiến răng đi về nhà cùng lúc đó liễu mộng ly nằm trên giường mãi không ngủ được cô có chút lo lắng cho giang châu gần đây trong làng thường xuyên có người bị thủ giữ trên núi tấn công anh về rồi tay ý tay anh sao thế này không sao chỉ bị cành cây cào trúng thôi để anh rửa qua em mau đi ngủ đi vào trong nhà đi để em nao cho anh em đang quan tâm anh à ai mà quan tâm đến anh chứ Em chỉ là rót tiền thôi. Nếu vết thương bị viêm thì lại phải mua thuốc. Nghe lời em hết. Nhờ ánh đèn trong phòng, Liễu Mộng Ly cuối cùng đã nhìn rõ Giang Châu, vết thương dài bằng bàn tay trên cánh tay, trong lòng không biết là cảm giác gì. Lúc nãy khi đang hái măng thì anh gặp phải một con heo rừng, chạy quá nhanh, không để ý nhiều. Đã bảo cẩn thận rồi mà, lúc nào cũng làm người ta lo lắng. Rất nhanh, những mảnh gỗ trong thịt đều bị Lưu Mộng Lệ lấy ra. Cô ấy còn dùng vải sạch bọc cho thảo mộc, băng bó vết thương lại, không còn đau nữa. Em ngủ sớm đi, ngày mai đợi anh về rồi làm bánh thanh minh cho con ăn. Nhìn bóng lưng của Giang Châu, Liễu Mộng Ly cảm thấy lòng đau nhói. Một vết thương như vậy, làm sao mà không đau? Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Châu đã thức dậy, dự định hâm nóng thức ăn thừa của ngày hôm qua. Thì thấy Liễu Mộng Ly dẫn hai đứa nhỏ bước ra. Mới hơn 5 giờ thôi, sao các con dậy sớm vậy? Tối qua bọn chúng nghe anh hôm nay lại đi lên huyện, nên đòi đi cùng anh đấy. Đúng lúc em ở nhà trông con cũng rảnh rỗi, em sẽ đi cùng anh giúp một tay. Vốn dĩ mấy đứa nhỏ đang ngủ gật, nghe thấy giang châu muốn lên thị trấn lập tức tỉnh táo hẳn lên ba ba tuần tuần cũng muốn đi chơi ở thị trấn con cũng muốn đi bánh ở đó ngon được mọi người đợi một chút anh đi lấy lá ngày cứu và mang về trước nhân tiện mượn một cái xe đẩy ừ em sẽ rửa mặt cho hai đứa trước đợi giang châu mang lá ngày cứu và mang về rồi ghé qua nhà trường thôn giang trường bảo nói đi sáng sớm không còn làm việc à con trai của Giang lạo tam, sao cháu lại đến đây? Cháu tìm chú có việc. Thấy Giang Châu cười một cái, Giang Trường Bảo sợ đến mức xít đóng cửa lại, có việc gì vậy, chú nói trước. Chú không có tiền đâu. Cháu không cần tiền, cháu muốn mượn xe đầy của nhà chú dùng một chút. Không có, không có. Ở đây tôi không có xe đẩy gì đâu, có cũng không đáng giá. Chú Trường Bảo, xe đẩy của chú không phải ở đó sao? Cháu đã thấy rồi. Tôi đã làm gì mà khổ thế này? Ha ha ha. Chú ơi, chú có bán xe kéo này không? Không bán thì cho cháu thuê một ngày cũng được. Thật không ngờ còn có tờ tiền lớn này. Đây chắc hơn 10 đồng rồi. Nếu cháu muốn, cho chú 3 đồng, chú sẽ bán xe kéo này cho cháu. Còn nếu không bán, nhờ đâu thằng nhóc này trộm hết của tôi. Thế thì mất sạch tiền luôn. Được rồi, cảm ơn chú nhé. Sau khi nhận tiền, Giang Châu kéo xe chạy luôn. Đợi đến khi về đến nhà, Liễu Mộng Ly đã mang con ra đợi ở cổng rồi. Đưa cả Tuấn Tuấn và Viên Viên lên xe, Giang Châu nhìn về phía Liễu Mộng Ly, em cũng lên đây đi. Em nên thì nói thế nào? Em tự đi được rồi. Sáng 6 giờ rưỡi, Giang Châu và Liễu Mộng Ly cuối cùng cũng dẫn theo Tuần Tuấn Viên Viên đến thị trấn huyện Khánh An, vẫn là khu nhà gia đình mọ hôm qua. Ôi chao, cậu đến sớm thế thật à. Bạn có hái ngày cứu tôi không? Nhà tôi có thịt, đã băm sẵn hết rồi. Chỉ chờ ngày cứu của bạn thôi. Yên tâm đi, đều là hôm nay vừa hái. Rất tươi. Rất tươi. Rất tươi. Rất tươi. Ê ra, đây là con của chị à? Nhìn thật đáng yêu đấy. Dễ thương hơn thằng nhóc nhà tôi nhiều. Có phải không? Chỉ hơi gầy chút thôi. Phải cho cháu ăn nhiều lên đấy. Không ai được để con cái phải khổ mà. Đến đây vừa đúng lúc có hai viên kẹo bát bảo, cầm lấy mà ăn. Tuần Tuần và Viên Viên nhìn chằm chằm vào kẹo nhưng không dám đưa tay ra nhận. Cảm ơn, Cảm ơn bà. bà. Liễu Mộng Ly bên cạnh nhìn cảnh này Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm Hôm nay cô ấy đã đi theo đến đây Mọi việc giúp đỡ Con là để xem thử tiền của Giang Châu Rốt cuộc có phải là kiếm từ buôn bán hay không Bây giờ mọi nghi ngờ đều đã được xóa tan Rất nhanh Hai túi ngải cứu và măng tre đã được mua sạch Bố dẫn hai đứa đi mua đồ có được không Em không nghe thấy bà vừa nói gì à Dù khổ cũng không để con cái phải khổ Anh sẽ kiếm tiền mà Gắng lên Lưu Mộng Ly bỗng cảm thấy mắt mình nóng lên Nước mắt trào ra Sao tự nhiên thấy tủi thân thế này Đoàn tụ xung vầy Các con xem đi Muốn cái gì Bố sẽ mua cho Hai đứa nhỏ nhìn quanh trong tủ Cuối cùng cùng nhìn về phía kẹo bát bảo Bố Tuần tuần muốn ăn cái này Con thích kẹo tròn rất nhanh, Giang Châu đã cần một cân kẹo bát bảo, lại lấy thêm 10 kg gạo, 10 kg bột mì và một số nhu yếu phẩm khác. Vậy là hết rồi, bao nhiêu tiền? Đợi chút, ở đây còn một cái nữa. Liễu Mộng Ly cầm một chai cồn át và bông đi tới. Giang Châu không khỏi thấy ấm lòng. Vậy thêm cái này nữa. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 28,5 đồng. Mặc dù đã tiêu mất phần lớn số tiền, nhưng Giang Châu không hề bận tâm. So với những con số lạnh lẽo, không đếm xê ở kiếp trước, Giang Châu cảm thấy những đồng tiền lẻ này ấm áp hơn. Mang theo đồ rời khỏi hợp tác xã, chưa đi được bao xa, Giang Châu nhìn thấy một quán bán mì xương lớn. Ông chủ, cho ba bát mì xương lớn. Hai bát là đủ rồi. Không được, tôi không lo bạn ăn không no. Tần Tần Viên Viên có muốn ăn mì không? Vậy tuần tuần viên viên ăn được bao nhiêu? Tuần tuần ăn được nhiều thế này. Viên viên có thể ăn nhiều như vậy. Tốt. Đợi lát nữa mình sẽ tới. Sẽ để viên viên và tuần tuần ăn no. Nhanh thôi. Ba bát mì nóng hổi sẽ được bưng lên bàn. Mì nóng lắm. Viên viên và tuần tuần phải thổi trước khi ăn. Hiểu không? Bên cạnh, Giang Châu không kìm nổi liền đưa mì vào miệng. Cơn đói trong bụng lập tức tan biến và cảnh này đều được chú giang phúc toàn ở không xa nhìn thấy ông vốn định đi mua dầu hỏa bất ngờ thấy thằng cháu hỗn láo này thằng danh này lấy đâu ra tiền ăn mì còn dắt theo cả vợ con tuần tuần viên viên ăn no chưa viên viên lúc này không phải muốn ăn nhiều vậy sao hi hi viên viên bụng không chứa nổi nữa rồi chị ơi bao nhiêu tiền bày hào một bát tổng cộng hai đồng đợi trả xong tiền giang châu mới thấy được lưu mộng ly nhíu mày xót tiền à Sao không sót được? Hay đồng mà ăn được ba bát mì? Vậy lần sau anh nấu cho em ăn. Đợi cả gia đình bốn người của Giang Châu đẩy xe rời đi. Giang Phúc toàn bước đến trước quầy mì. Đồng chí, ba tô mì này là vừa rồi người lớn và trẻ con ăn à? Đúng vậy, hai đứa con gái sinh đôi đó trông thật dễ thương. Đúng là thằng lưu manh đó. Không ngờ hắn còn dắt vợ con đi ăn mì. Thật không ngờ. Chẳng lẽ anh ta định bán vợ con mình đi sao? Không được, về nhà nhất định phải nhắc nhở tên lưu manh đó nếu hắn phạm phải tội bị bắn, chẳng phải sẽ làm lỡ tương lai của Minh Phạm sao? Về nhà sung vậy, ăn kẹo, chơi với kiến. Giang Châu thì múc một gáo nước từ cái vại và uống. Đi đường dài làm anh khát khô cả người, hoàn toàn không để ý thấy Lưu Mộng Ly ở phía sau. Anh định làm gì vậy? Đun nước để lau vết thương cho em. Người anh đổ đầy mồ hôi, đừng để bị nhiễm trùng. Cảm ơn. Lưu Mộng Ly mặt đỏ lên, vội vàng đổ nước rồi đi đun nước. Nước sôi còn phải đợi một chút. Anh đi hái ít ngày cứu trước. Lát nữa chúng ta gói bánh thanh minh. Anh cẩn thận một chút nhé. Đừng đi xuống chân núi biết rồi đợi ở giang châu hải xong ngày cứu lại bắt được vài con cá chấm ở sông tôi định mang về nhà nấu canh cá cho tuần tuần và viên viên khi đi qua đầu làng tôi lại thấy một nhóm bà con đang tụ tập xem giết lợn sao lại giết lợn vào dịp thanh minh thế này không phải đấy là vì con trai lý trường bảo năm nay thi đại học mà năm ngoái anh ta đã nuôi thêm một con heo để dành năm nay cúng tổ tiên cầu mong con trai anh ta thi được kết quả tốt giang châu định dùng thịt còn lại hôm qua để gói bánh thanh minh nhưng giờ có người giết heo lại còn là heo quê giang châu định mua một ít thịt tươi về Thịt heo ở hiệu thuốc nào thế? Ra giống hệt như trong thành phố. Khi Lý Trường Bảo vừa hô xong, các ông các bà liền ùn ùn kéo đến. Đến lượt Giang Châu, chỉ còn lại toàn thịt nạc. Chú ơi, thịt nạc này bán sao vậy? Một tệ bảy một cân, ra giống hệt như trong thành phố. Ánh mắt của Giang Châu đột nhiên nhìn thấy gan heo sau lưng Lý Trường Bảo. Tâm tư liền trở nên linh hoạt. Dạo này gan heo khó bán, mùi quá nặng, muốn nấu ngon phải cho nhiều gia vị. Chú ơi, cháu mua 5 cân thịt nạc, chú tặng cháu gan heo này được không? Lý Trường Bảo vốn đang lo thịt nạc không bán được. Giờ thấy Giang Châu đòi nhiều vậy, Cuối cùng cũng yên tâm rồi. Thực ra tôi định tặng gan heo cho người khác. Thấy anh làm việc nhanh gọn, tôi sẽ đưa anh một đoạn. Khi đến Giang Châu, mang thịt về nhà, bỗng nhiên phát hiện có một vị khách không mời trong nhà. Bánh thanh minh nước thứ hai, nước thứ hai. Giang Châu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua đồ? Là vợ, sao cô không khuyên anh ấy? Nếu anh ấy bị bắt và phải nhận hình phạt, gia đình họ Giang của chúng ta sẽ mất mặt. Hôm nay đại bá rảnh rỗi vậy sao? Ông rảnh quá nên mới tới đây dạy đời tôi. Thằng này còn biết quay về cơ à? 20 tuổi đầu rồi, việc nhà đầy ra không chịu làm. Ngày nào cũng đi leo lỏng. Mày làm mất mặt nhà họ Giang rồi đấy. Chú à, mất mặt này đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai. Con có quan tâm đâu. Đối với người chú này của mình, Giang Châu không có chút thiện cảm nào. Kiếp trước sau khi Liễu Mộng Ly và đứa con gặp nạn, ông ấy vì muốn phủi sạch quan hệ, trực tiếp dẫn đầu đuổi Giang Châu ra khỏi thôn Lý Thất. Nhưng khi Giang Châu phát đạt, ông ta lại chạy đến nói rằng Giang Châu có nghĩa vụ phụng dưỡng ông. Em đưa đoàn đoàn viên viên vào nhà trước đi. Anh nói chuyện với chú. Liễu Mộng Ly không nhúc nhích, lo lắng nhìn Giang Châu. Không sao đâu, anh chỉ nói chuyện với chú thôi. Liễu Mộng Ly lúc này mới dẫn hai đứa trẻ về phòng. Và lúc này Giang Phúc Toàn cũng nhìn thấy. Trong cái giỏ mà Giang Châu vừa đặt xuống, có miếng thịt heo bóng loàng đó. Trời ơi, cái này phải nặng 4, 5 cân rồi đấy. Nhiều thịt thế này mà không biết kính trọng tôi một chút à. Giang Châu à, cậu làm kẻ lông bông một mình. Tôi không quan tâm, nhưng cậu không nên làm chuyện dại dột như thế. Bây giờ cậu nhanh chóng trả lại những thứ này cho người ta. Rồi xin lỗi họ cho tử tế. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa lúc này giang châu rất muốn cầm gậy đánh hắn ra ngoài nhưng vì liễu mộng ly và đứa trẻ anh ta vẫn nhịn lại đợi đến khi kiếm được tiền và có mối quan hệ rồi xử lý bọn họ sau cũng chưa muộn đại bá nhìn xem xem bác đang nói gì vậy nhưng thứ này đều là cháu tự bỏ tiền ra mua đấy mua cái này cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế hả mẹ tôi cho đấy bà ấy làm mấy đôi giày theo mang lên thành phố bán một nửa số tiền đưa cho tôi, một nửa đưa cho anh trai tôi. Giờ tôi cũng tỉnh ngộ rồi. Đợi tôi sắp xếp xong cho vợ con, tôi sẽ ra đồng làm việc. Tuyệt đối không kéo lùi sự phát triển chủ nghĩa xã hội. Giang Châu nói sạo mặt không đỏ tim không đập, khiến Giang Phúc toàn ngần người. Đôi giày thêu của vợ lão Tam có thể bán nhiều tiền thế. Không được, tôi phải bắt vợ mình cũng làm vài đôi. Nếu đã như vậy, thì tôi đi về trước đây. Cậu đừng có mà gây chuyện đấy sao anh không nói với bác ấy rằng số tiền này là chúng ta tự kiếm được tiền vẫn chưa kiếm đủ việc kinh doanh ngải cứu sắp không làm được nữa nếu nói cho ông ấy biết ông ấy sẽ theo dõi chúng ta thì làm sao mà làm ăn được nhưng chắc chắn là ông ta sẽ nói xấu anh trước mặt người khác anh không quan tâm sao tất nhiên là quan tâm chứ nhưng đợi đến khi chúng ta kiếm được nhiều tiền mọi thứ sẽ tự nhiên giải quyết thôi vậy chúng ta bắt đầu làm bánh thanh minh đi anh vừa mua thêm ít thịt về đây làm nhiều một chút ngày mai gửi cho bố mẹ vài cái ba mẹ hôm nay trong bánh thanh minh này có cả một cân thịt lợn đấy, đúng là phúc toàn hiểu thảo. Nếu không, nhà ai có thể ăn bánh thanh minh nhân thịt chứ? Vẫn là con trai phúc toàn của tôi có triển vọng nhất. Nếu không, nhờ người giúp đỡ cũng tốt mà. Minh phàm đứa trẻ này đúng là hiểu chuyện quá, đến cả một bước điện báo cũng không nỡ gửi. Nhưng cháu vàng của tôi tuyệt đối không thể để đói. Ngày mai tôi sẽ bảo anh hai và anh ba mang tiền đến. Con gửi cho Minh Phạm đi. Cảm ơn bố, con nhất định sẽ báo cho Minh Phạm biết. Số tiền này là do bố đưa. Hồng Mai, em ra đây một chút, anh có chuyện muốn nói với em. Trời ơi, chuyện gì vậy? Không thể đợi ăn xong rồi nói sao. Thật là ra ngoài này giang phúc toàn kể lại toàn bộ những gì anh thấy và nghe hôm nay cho trần hồng mai vài đôi giày vải cũ có thể bán được nhiều tiền như vậy tôi nghĩ là anh ta ăn cắp rồi lúc đầu tôi cũng không tin nhưng tôi vừa mới đi viếng mộ trên đường tôi hỏi từng người một trong làng chúng ta không ai mất đồ cả có thể những gì thằng nhóc giang châu nói là thật chẳng phải cô cũng biết làm giày vải sao lúc đó tôi sẽ lên huyện dẫn cô đi cùng sao anh không đi bán đứng bên đường bán giày thật sự rất ngại đấy tôi là đội trưởng đội sản xuất mà nếu bị người khác nhìn thấy thì ra sao thôi được nếu bán được mua ít thịt ăn cũng tốt tuấn tuấn và viên viên đến ăn bánh thanh minh nào hai đứa nhỏ đang trêu chọc kiến nghe thấy tiếng liền chạy ngay tới lúc này giang châu cũng thấy mảnh vá trên quần áo của tuấn tuấn và viên viên cũng đến lúc làm cho hai đứa bộ quần áo mới rồi tuấn tuấn và viên viên tự ăn bánh thanh minh nhé ba đi xem thử mẹ sao vẫn chưa về lúc nãy giang châu thấy lưu mộng đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về Đợi đến lúc ra khỏi nhà, Giang Châu vừa hay thấy bóng dáng Lưu Mộng Ly. Đi đâu rồi? Sao bây giờ mới về? Em đã qua nhà trưởng thôn một chuyến. Tin chú trường bảo làm gì? Có việc gì cần ông ấy giúp sao? Em muốn mượn ông ấy một ít mạng. Nếu không cuối năm chúng ta sẽ không nộp được lương thực cho nhà nước. Thời buổi này, nông thôn mỗi nhà mỗi hộ đều phải nộp lương thực cho trạm. Đặt đủ chỉ tiêu rồi thì phần còn lại mới được ăn. Chú Trường Bảo cũng không sao chứ. Mê măng, lối nhà chú Trường Bảo vừa đủ nặng. Nhưng chú ấy sẽ giúp chúng ta hỏi những người khác. Đừng lo lắng về việc cây mạ anh sẽ tìm cách giải quyết trước tiên ăn cơm đã bánh thanh minh vừa hấp vẫn còn nóng mê mơ đợi ăn cơm xong giang châu thấy liễu mộng ly cầm một cây khẩu cầm ngồi ở trong sân thấy giang châu nhìn qua liễu mộng ly đột nhiên khựng lại em ơi em không định thổi em chỉ lấy ra xem thôi thấy liễu mộng ly hoảng sợ như vậy giang châu bỗng nhớ ra kia trước mình từng đánh cô ấy vì cây khẩu cầm này nghĩ rằng cô ấy khinh thường dân quê cố ý khoe khoang anh đừng giận em sẽ không thổi nữa em sẽ cất nó ngay Đợi đã, khoảnh khắc này, trái tim Liễu Mộng Ly chợt rơi xuống đáy vực. Nếu anh muốn đánh em, em chỉ cầu xin anh một điều, đừng để Tuấn Tuấn và Viên Viên nhìn thấy. Xin lỗi vì trong quá khứ, anh đã tự ti và vô dụng, luôn gây rắc rối cho em. Nếu em cảm thấy vẫn chưa hết giận, em có thể tát anh một cái. Em đang ở trên đường phải không? Mộng Ly, em có thể thổi kèn harmonica lại cho anh nghe không? Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã thổi bản nhạc liên xô. Anh ơi, anh thật sự muốn nghe à? Là bài cây táo gai đó.